chỗ này thì nó sẽ giống như là cái tai rơi này. Phần này thì mình cứ ấn nó vào cái mặt nạ thôi.
Này nó như cái tai, mình sẽ phải ấn nó lõm xuống. Rồi mình nhét thêm cái mắt vào. Hãy ướm xem là cái cầu mắt đã khớp chưa. Thì ra con này nó là cái mặt nạ, đúng không? Mặt nạ. Thế ra là phía đằng sau của nó sẽ là cái phần mặt này, này chứ không phải là cái cầu mắt. Thế thì mình bỏ cái này đi. Ok, còn cái phần răng này thì nó đơn giản rồi. Nó em chỉ việc xếp nó vào thôi, tạo một cái răng này, xong rồi mình nhân ra, xong rồi xếp xếp nó vào thôi. Đấy, nó không có gì đặc biệt đâu. Đấy, vậy là mình xong được cái phần mặt nạ nhá. Những cái phần như kiểu con chó rồi cái đầu rồng ấy thì mình cũng làm tương tự như thế. Đầu tiên là mình cũng làm lên cái form. Mình sẽ làm lên cái form rồi sau đó mình đẩy cái detail nó.
lên form block out. Rồi rồi mình đẩy khi form phiếu ok rồi thì mình chỉ việc đẩy đi theo thôi. Đó. Cách làm tương tự như thế. Thì ở những cái clip sau anh sẽ hướng dẫn nốt cái phần làm con chó với cả cái đầu dòng. Và đến đây thì bạn cứ về về luyện nhé, về luyện dần nhé. Rồi, ok, xin chào các bạn.